Chào. Bạn tên là gì? Tôi tên là Kate. Tôi tên là Samuel. Tôi tên là Mento. Bạn bao nhiêu tuổi? 9 tuổi. 8 tuổi. 9 tuổi. Bạn tôi con gì? Gà. Chó. Chính nào là sinh nhật? Ngày 9 tháng 10. Bạn thích bồi con? Có. Bạn thích ăn gì? Tôi thích banh mi. Banh mi is a Vietnamese taco. It has meat and vegetables, and it is for breakfast. It comes from everywhere in Vietnam. Tôi thích pho because it has noodles, beef soup, and green sprout. And it's healthy for you, and it is from the north. Tôi thích pho because I like to eat noodles, beef, vegetables, and soup. And the vegetables in Vietnam are yummy.